là tức mặt. Ủa, Dương Trang đi đâu đó? Đi đâu thì kệ Dương Trang, đó tôi phải hỏi gì chứ. Tức ơi tức mặt. Hả? Sao tự nhiên khó chịu vậy cà? Ta có làm gì người đẹp đâu mà bực mình với ta như vậy? Rõ ràng hung thủ chính là Đất Tư Khỏe đó. Hung thủ? Ta có làm gì đâu chứ. Ngày hôm qua Đất Tư Khỏe tặng cho Vân Trang nguyên một trái mít chín đó. À, tặng mít chín ngon sao lại là hung thủ chứ? Thì ngon, ngon tới độ mà cái hạt nó cũng ngon. Thế là Vân Trang luộc hết cái hạt rồi ăn hết luôn. Ăn hết thì đã sao? Thì ăn hết xong rồi nó cái nó là tưởng quá trời á. Em mít, em còn cười chọc quê chị nữa hả? Thiệt tình luôn á, mấy trái mít của Đất Tư Khỏe, trời ơi, cái muối mít thì thơm ngon mà tới cái hột á hả thì nó, ôi mai mốt không có ăn hột mít nữa đâu, không ăn, không thèm ăn nữa. Ấy, không ăn là một thiệt thòi đó nha. Để Đốc Tư Khỏe cắt nghĩa cho nghe nè. Hạt mít chứa 70% tinh bột, 5,2% protein và 0,62% lipid, 1,4% các chất khoáng. Ngoài là một nguồn protein tốt, hạt mít còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe như là giúp chống lão hóa, giúp cơ săn chắc, cung cấp chất sắt cho máu, phòng ngừa tăng huyết áp, thậm chí là giúp cải thiện sức khỏe tình dục nữa đó. Wow, coi hột mít nhỏ xíu như vậy mà quá trời lợi ích luôn hả? Chưa kể, ăn ngũ cốc nguyên hạt như đậu, hạt mít, bắp trái giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và kiểm soát cân nặng nữa chứ. Ấy, ngẫm lại Vân Trang thấy mình hoang phí quá. Từ hồi nào tới giờ mua trái mít về xong rồi thì ăn cái muối thôi à, còn cái hột thì bỏ. Vậy mà có người coi thường hạt của em, đòi tẩy chay chứ bộ. Thì cũng tại cái vụ đó đó mà làm ngại ăn hột mít thôi. Thật ra đâu chỉ có hạt mít em đâu, những loại ngũ cốc nguyên hạt như đậu, thậm chí là khoai lang, khoai mì, nếu ăn một lượng nhiều thì cũng xì hơi như bình thường thôi. Ờ ha, đúng rồi, Vân Trân nhớ là ăn khoai lang nhiều cũng bị mà. Mít ơi, làm quà nha, đừng giận chị nha. Đó là vì thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt bảo toàn được lượng dưỡng chất có trong hạt. Khi được hấp thụ, chất xơ từ các loại thức ăn này không bị phá hủy mà đến ruột già rồi lên men nhờ các vi khuẩn đường ruột. Điều này dẫn đến hình thành khí trong cơ thể và được tống ra ngoài bằng cách xì hơi mà. Dương Trang có biết rằng khi xì hơi xong, người ta sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, bởi vì ăn nhiều ngũ cốc thì cảm thấy người nặng nề, mệt mỏi mà người ta thường hay dùng từ nặng bụng đó. Ý, Đốc Tư Khỏe giải thích như vậy có nghĩa là nếu như mà chúng ta xì hơi có nghĩa chứng minh là cơ thể của chúng ta rất khỏe mạnh. Đúng không Đốc Tư Khỏe? Phải không Mít? Chính xác. Nhưng đừng vì vậy mà để chứng tỏ mình là người khỏe mạnh, chị Vân Trang lại cố xì hơi liên tục nha. Thôi thôi mà, đừng có treo chị nữa mà. Con nghe có tiếng. Ý, không phải nha, cái này không phải chị đâu nha. Thật ra hồi sáng ta có nấu hạt mít ăn. Chứng tỏ À, điều đó chứng tỏ Đốc Tư Khỏe rất là khỏe mạnh. Quý vị ơi, thời lượng của chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Đốc Tư Khỏe và Mít xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.